Các bạn thân mến, nhắc đến các loại trái cây của rừng núi thì không thể không nhắc đến quả sim rừng được. Loại quả này được khá người yêu thích, nhất là những người thường xuyên đi rừng thì loại quả này chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng bạn có biết, ngoài việc là một trái cây rừng ngon tuyệt thì quả sim rừng còn có rất nhiều công dụng chữa bệnh chúng ta phải kể đến như điều trị viêm gan, điều trị băng huyết, xuất tinh sớm, đau nhức xương khớp, bổ sung sắt, điều trị bệnh thiếu máu. Đặc biệt, ăn quả sim hỗ trợ đẩy lùi bệnh ung thư. Búp lá non của cây sim ở một số nơi người ta đem nấu nước để chữa đi ngoài, kiết lỵ rất tốt. Dùng nước đó có thể cải thiện tình trạng viêm loét, nhiễm trùng. Các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu thì tìm thấy được trong vỏ cây và lá cây sim có nhiều cocolin, chất này giống như chất curaron. Từ xa xưa, các cụ nhà ta đã sử dụng quả sim để chữa bệnh rồi. Và đến ngày nay, khi khoa học hiện đại, người ta cũng đã tiến hành nghiên cứu kỹ hơn về quả sim và phát hiện ra rằng quả sim đúng là có nhiều công dụng vô cùng. Điều này càng nâng cao vị thế của quả sim trong y học hơn. Nhưng cụ thể đó là các công dụng gì, sử dụng như thế nào, có bài thuốc nào cụ thể không? Tất cả sẽ có câu trả lời ngay bên dưới đây. Quả sim chữa bệnh thiếu máu, chóng mặt. Với sim khô, chúng được sử dụng làm thuốc đông y rất tốt cho việc điều trị các bệnh thiếu máu. Bên cạnh đó, sim còn làm giảm triệu chứng hoa mắt và chóng mặt. Bạn cũng có thể dùng sim tươi ăn trực tiếp vô cùng tốt. Bệnh thiếu máu sẽ được điều chỉnh và cân bằng. Tác dụng của quả sim chữa chứng xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm luôn là điều ái ngại của đấng mày râu. Điều này ảnh hưởng đến cuộc yêu rất nhiều. Việc dùng quả sim khô làm bài thuốc chữa bệnh xuất tinh sớm vô cùng hiệu quả. Tác dụng của quả sim chữa bệnh đại tiện có máu. Thường những người đại tiện xuất huyết hay rơi vào tình trạng nóng trong và táo bón. Sử dụng sim khô để sắc lấy nước uống phát huy công dụng rất tốt. Tác dụng của quả sim chữa bệnh trĩ. Trĩ là căn bệnh gây nhiều khó chịu khi hoạt động. Chúng gây cảm giác đau khi vận động và đại tiện. Do đó, mọi người cần điều trị tình trạng lòi rom càng sớm càng tốt. Tác dụng của quả sim chữa bệnh đau đầu kinh niên. Chứng đau đầu kinh niên thường xảy ra vào tuổi già. Chúng ảnh hưởng tới sức khỏe và giấc ngủ, do đó có thể suy nhược. Thành phần trong quả sim có tác dụng rất tốt trong việc điều trị căn bệnh đau đầu kinh niên này. Tác dụng của quả sim chữa bệnh băng huyết. Băng huyết có thể xảy ra nhiều ở phụ nữ sau sinh. Nếu không điều trị sớm, có thể dẫn tới tử vong. Do đó, bạn có thể nghĩ tới phương thuốc dùng quả sim để chữa trị. Tác dụng của quả sim chữa bệnh viêm gan. Công dụng của quả sim giúp ngăn ngừa ung thư. Theo kết quả của một số nghiên cứu, thì hợp chất citron có trong quả sim giúp tiêu diệt các tế bào ung thư và không làm tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh khác. Các chuyên gia cũng khuyến khích chúng ta nên cho quả sim vào thức ăn hoặc giã quả sim vắt làm nước uống thay cho trà. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khác còn cho thấy quả sim có chứa beta-carotene 1 là loại chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể ngăn ngừa ung thư. Công dụng quả sim giúp giải độc. Quả sim có khả năng giúp cơ thể loại bỏ axit uric và các chất độc hại không mong muốn nên sẽ giúp giải độc gan, hệ tiêu hóa, tuyến tụy, thận và bàng quang. Đồng thời, quả sim cũng có tác dụng thanh lọc cơ thể bằng cách tăng cường số lượng và tần suất đi tiểu. Công dụng đặc biệt khác của quả sim chính là giải độc rượu rất nhanh. Những người say rượu nặng khi uống nước sim vào sẽ nhanh chóng tỉnh táo, đỡ mệt mỏi, nhức đầu. Cách đơn giản là bạn có thể dùng một quả sim giã nát nấu với nước lọc, sau đó gạn lấy một chén nước. Tác dụng của quả sim giúp hạ huyết áp. Nếu đang gặp phải tình trạng huyết áp cao, các chuyên gia khuyên bạn nên uống một cốc nước sim để giúp làm giảm huyết áp. Vì sim có tinh chất hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu và tốt cho những người mắc các vấn đề về huyết áp. Tác dụng rượu sim đối với sức khỏe con người. Người ta chế biến rượu sim theo cách sau. Quả sim chín loại bỏ những trái hư, rửa thật sạch, cắt bỏ phần đầu, cho vào hủ sạch, ướp với đường. Cứ đặt một lớp sim thì thêm một lớp đường bên trên, có thể dùng đường cát trắng hoặc bột đường phèn. Đậy nắp kín lại và đợi đến khi nào sim lên men thành rượu là lấy ra uống được. Nước này còn gọi là mật sim, uống có vị ngọt, chát và có hương thơm đặc trưng của sim.
hoặc dùng sim chín rửa thật sạch để ráo nước, xay nhuyễn và ủ lên men với đường cắt theo một tỷ lệ nhất định trong môi trường hiếm khí từ 40 đến 45 ngày. Sau khi sản phẩm lên men hoàn chỉnh, ta sẽ được một loại rượu màu hồng uống có vị cay chua ngọt như rượu vang nho với nồng độ khoảng 11,5%. Rượu quả sim có tác dụng gì? Rượu sim kích thích hệ tiêu hóa. Quả sim sau khi lên men tự nhiên được xem là thần dược điều trị bệnh về đường tiêu hóa. Uống rượu sim kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giảm thiểu ngay chứng khó tiêu, đầy hơi do ăn nhiều thực phẩm giàu đạm. Không chỉ vậy, rượu sim còn có tác dụng cải thiện vị giác, giúp bạn ăn ngon miệng hơn. Rất nhiều người đã sử dụng rượu sim và thấy được công dụng hiệu quả này. Rượu sim ngâm hỗ trợ lưu thông máu. Ở độ tuổi trung niên trở đi, hiện tượng lưu thông máu trở nên kém đi. Chính vì vậy, bạn cần sử dụng rượu sim để phòng ngay chứng bệnh này. Rượu sim rất dễ uống mà lại bổ dưỡng, cũng rất dễ làm. Các thành phần có trong rượu sim có khả năng tăng cường cholesterol có lợi và giảm cholesterol xấu. Vì vậy, hiện tượng tắc nghẽn mạch máu được đẩy lùi. Rượu quả sim rừng tốt cho gân cốt. Tuổi già là các bệnh xương khớp hay tìm đến và gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, rượu sim có thể hỗ trợ chống lại được sự nhức mỏi gân cốt do tuổi già. Rượu sim có tác dụng lưu thông khí huyết, thư giãn gân cốt, đẩy lùi tình trạng đau nhức mỏi xương. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, vì vậy đừng bỏ lỡ bài thuốc dân gian tự nhiên mà hiệu quả này nhé. Rượu quả sim rừng ngâm giúp giảm xơ vữa động mạch. Rượu sim ngâm có tác dụng làm tăng cholesterol có lợi cho cơ thể. Vì vậy, tình trạng xơ vữa động mạch cũng được giảm thiểu đáng kể khi uống loại rượu thuốc này. Rượu quả sim rừng tốt cho da, ngăn ngừa lão hóa sớm. Có lẽ ít ai biết, rượu sim ngoài công dụng trị bệnh thì nó có khả năng chăm sóc da. Rượu sim có chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho da. Người uống rượu sim thường có làn da hồng hào và mịn màng hơn. Bên cạnh đó, làm giảm thiểu tình trạng lão hóa sớm. Sau đây là cách trị bệnh từ cây sim. Trị xuất tinh sớm, ù tai, choáng váng và mất ngủ. Dùng 60g quả khô, 1 quả trứng, 30g đường cắt vàng. Rượu vàng là loại rượu được chế biến từ các nguyên liệu gồm gạo nếp, gạo tẻ, kê hạt vàng. Tất cả được nấu chín rồi tẩy ra cho bay hơi, giảm nóng. Khi còn ấm, trộn lẫn cả ba thứ vào cùng nhau, rắc men rượu vừa đủ và ủ thành cái rượu, rồi cất thành rượu có màu vàng nên được gọi là rượu vàng. Uống hết một phần trước khi đi ngủ. Trị đại tiện xuất huyết. Dùng quả sim khô 20g, nước 2 bát khoảng 400ml, sắc còn 8 phần khoảng 320ml, chia 2 lần uống trong ngày liên tục trong 1 tuần. Trị thoát giang, lòi giòm, trực tràng lòi ra ngoài hậu môn. Dùng quả sim tươi 30-60g, khô thì từ 15-30g, nấu với dạ dày lợn, làm thức ăn trong bữa cơm. Băng huyết, thổ huyết, đau thương huyết. Dùng quả sim khô sao cháy đen như than, nghiền thành bột mịn. Tất vào lọ nút kín để dùng dần, mỗi lần uống 12-15g. Chiêu thuốc bằng nước sôi, đối với vết thương bên ngoài có thể dùng bột thuốc bôi vào. Phụ nữ mang thai thiếu máu, mới khỏi bệnh cơ thể suy yếu, thần kinh suy nhược. Dùng quả sim khô 15-20g, sắc với nước, chia nhiều lần uống trong ngày. Trị đau đầu kinh niên. Dùng lá và cành sim tươi 30g cho vào nồi đổ ngập nước, đun còn nửa bát, tương đương khoảng 100ml, uống liên tục 2-3 ngày. Trị viêm dạ dày, viêm ruột cấp. Dùng lá sim tươi 50-100g, lá khô thì 15-20g, sắc nước uống. Trị phong thấp, đau nhức xương, lưng đau mỏi. Dùng rễ sim 40g, sắc với nước, chia 2 lần uống trong ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Có người còn thêm rễ gắm 20g, chân chim, hay còn gọi là ngũ gia bì 20g, vào sắc cùng để uống. Trị hen suyễn, dạng hư hàn. Dùng rễ sim khô 60g, sắc nước uống. Sốt rét lâu năm, dưới sườn sinh khối tích, gọi là ngược mẫu. Dùng rễ sim khô 60g, đường đỏ 100g, có thể thêm ô dược 15g vào, sắc với nước, chia 2 lần uống trong ngày vào buổi sáng và buổi tối. Cao hoàn xa xuống, sưng đau, hay còn gọi là sán khí, sa đi.
Dùng rễ sim khô 30g, gà sống một con khoảng 500g, rượu trắng 250ml, thêm nước vào hầm kỹ trong khoảng 2 giờ, chia thành 2 đến 3 lần ăn trong ngày. Chỉ, giang môn lở loét. Dùng rễ sim khô 40-50g, hoa huệ 15-20g, cùng nấu kỹ với lòng lợn. Khi chín, bỏ bã thuốc, ăn lòng lợn và uống nước canh liên tục trong nhiều ngày. Viêm gan truyền nhiễm cấp. Dùng rễ sim khô 30g sắc kỹ với nước, chia 2 lần uống sau bữa ăn, mỗi liệu trình 20 ngày. Trường hợp vàng da nặng thì thêm củ cốt khí, nhân trần, bạch hoa xà thiệt thảo, mỗi thứ 15g, kê cốt thảo 30g cùng sắc uống. Xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.